7. Phẩm hồi hướng Khi ấy, Bồ Tát từ thị bảo thiện hiện. Bồ Tát tùy hỷ hồi hướng tương ứng với các việc phước nghiệp. Thì đối với các việc phước nghiệp về bố thí, trì giới, tu tập, vân vân của các hữu tình khác là tối, là thắng, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Thiện hiện hỏi Bồ Tát từ thị. Nếu các Bồ Tát phát tâm tùy hỷ hồi hướng duyên khắp vô lượng vô số thế giới, mỗi một thế giới có vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn đã nhập Niết Bàn, từ khi các ngài mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, lần lượt cho đến nhập bát Niết Bàn, và như vậy cho đến lúc tránh Pháp sắp diệt tận. Trong thời gian đó, có các căn lành tương ứng với sáu Pháp Ba La Mật Đa, hoặc những việc phước nghiệp bố thí, trì giới, tù tập vân vân và những căn lành vô lậu, hữu học và vô học của các đệ tử hoặc giới định tuệ giải thoát giải thoát tri kiến của phật hoặc đại từ đại bi và vô lượng vô biên phật pháp khác làm lợi ích an vui cho các hữu tình hoặc là các căn lành về giảng thuyết pháp yếu và tu học theo pháp yếu hoặc các căn lành mà các hữu tình đã trồng sau khi phật niết bàn nhóm họp một cách đầy đủ hiện tiền phát khởi tâm tùy hỷ tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu lại đem tùy hỷ tương ứng với các việc phước nghiệp như thế bình đẳng ban cho các hữu tình để cùng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề nguyện căn lành này cùng là hữu tình phát sanh quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì ý ông thế nào các bồ tát kia với sự việc như thế phát sanh hành tướng như thế tầm tùy hỷ hồi hướng như thế là có sở đắc với sự việc như thế vậy bồ tát ấy có sự chấp tướng không bồ tát tử thị trả lời thiện hiện các Bồ Tát kia với sự việc như thế, phát sanh hành tướng, tâm tùy hỷ hồi hướng như thế, thật không có sở duyên đắc được vậy, như là tướng của Bồ Tát kia chấp thủ. Cụ thọ thiện hiện bảo Bồ Tát từ thị, nếu không có các sự việc với sở duyên như thế, như là sự chấp thủ tướng của Bồ Tát kia, thì tùy hỷ hồi hướng của các Bồ Tát chẳng lẽ đều thành tâm tưởng nhận thức điên đảo hay sao? Vì như có người chấp trước vào việc không có, như vô thường cho là thường, thật khổ bảo là vui, không có ngã, nói có ngã, bất tịnh, nói là tịnh, do đó phát sinh tâm tưởng nhận thức điên đảo. Như sự việc này thật không có, bồ đề và tâm cũng y như thế, nếu vậy thì tất cả đúng ra không sai khác. Như thế thì trong đây, những gì là sự việc sở duyên, những gì là tâm tùy hỷ, những gì là bồ đề, những gì là hồi hướng, thế nào là Bồ Tát với hết sự việc như thế phát sinh tâm tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bồ Tát từ thị trả lời thiện hiện. Sự phát sinh tùy hỷ hồi hướng như thế không nên nói ở trước Bồ Tát mới học Đại Thừa. Vì sao? Vì những người đó có tâm tin ưa cung kính nè tùy hỷ hồi hướng như thế sẽ bị diệt mất. Pháp tùy hỷ hồi hướng như thế nên phân biệt chỉ dạy cho các đại Bồ Tát bất thối chuyển hoặc người đã từng cúng dường vô lượng chư Phật, đã từ lâu phát nguyện lớn, trồng nhiều căn lành và được nhiều bạn lành giúp đỡ. Vì sao? Vì người đó nghe tùy hỷ hồi hướng như thế, chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng lui, chẳng chìm. Các chúng Bồ Tát nên đem tùy hỷ tương ứng với các việc phước nghiệp như thế, hồi hướng sự cầu trí nhất thiết trí. Ngày lúc ấy nên nghĩ, sự đáng dụng tâm tùy hỷ hồi hướng, sự dụng tâm này tận diệt, xa lìa, biến đổi, sự việc, sự duyên và các căn lành này cũng đều như tâm tận diệt, xa lìa, biến đổi. Thì trong đây, những gì là sự dụng tâm, những gì là sự việc được duyên, cùng các căn lành mà nói tùy hỷ hồi hướng, quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề. Tâm này đối với tâm đúng lý ra không nên có tùy hỷ hồi hướng, do không có hai tâm đồng một lúc phải lên vậy tâm cũng không thể tùy hỷ hồi hướng tự thể của tâm, thế nên tâm tùy hỷ hồi hướng và sự việc được duyên đều không thể đắc. Khi ấy trời đế thích và thiện hiện, các chúng Bồ Tát mới học Đại Thừa nghe việc như vậy, tâm họ lẽ nào chẳng kinh sợ thối lui, làm sao Bồ Tát đối với sự việc được duyên phát sanh tâm tùy hỷ. Thế nào là tùy hỷ, tương ứng với các việc phước nghiệp để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà cụ thọ thiện hiện nương Bồ Tát từ thị thưa. Các chúng Bồ Tát xuyên khắp tất cả như lai ứng tránh đẳng giác trong mười phương, các đứt con đường của các cõi, đoạn tuyệt nẻo hí luận, phá tan đám mây mù, dẹp sạch các châu gai, vượt bỏ các gánh nặng, đạt được lợi ích, chấm dứt kết xử các cõi, tránh trí giải thoát, đạt đến tâm hoàn toàn tự tại hàng đầu, nhập vào cảnh giới vô dư y niết bàn. Từ khi mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, lần lượt cho đến nhập bát niết bàn như vậy cho đến chánh pháp sắp diệt mất trong thời gian đó có công đức và căn lành của các đệ tử đã trồng tập hợp đầy đủ hiện tiền phát sanh tâm tùy hỷ tối tồn tối thắng tối thượng tối diệu lại đem tùy hỷ tương ương với các việc phước nghiệp như thế hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì các bồ tát này làm sao không rơi vào tâm tưởng thấy điên đảo Bồ tát từ thị thừa thiện hiện, nếu các bồ tát tự mình đã phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng ngang đồng với các pháp không tâm, ngang đồng với ý tưởng thì không rơi vào tâm tưởng thấy điên đảo. Nếu các bồ tát tự mình đã phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng ngang đồng với những các pháp có tâm, ngang đồng với ý tưởng thì liền rơi vào tâm tưởng thấy điên đảo. Lại các bồ tát dùng tâm như vậy, tưởng niệm công đức căn lành của đệ tử Phật mà sanh tùy hỷ, đúng tâm này tận diệt xa lìa biến đổi chẳng phải có thể tùy hỷ biết đúng pháp kia tánh của nó cũng như vậy chẳng phải sự tùy hỷ là hiểu biết rõ ràng về tâm hồi hướng tánh của pháp cũng như vậy chẳng phải có thể hồi hướng và biết rõ đúng đắn pháp được hồi hướng tánh của nó cũng như thế chẳng phải sự hồi hướng người nào có thể y vào sự giảng thuyết như thế mà tùy hỷ hồi hướng thì đó là tránh chẳng phải là tà các chúng bồ tát đều nên phát khởi tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như thế. Lại các Bồ Tát duyên khắp công đức đạt được của chư Phật Thế Tôn quá khứ vị la hiện tại, hoặc căn lành có được của các đệ tử, hoặc căn lành có được của các phàm phu, hoặc căn lành có được của loài chúng sanh lắng nghe chánh pháp, hoặc là trời rồng khác, nói rộng ra cho đến nhân phi nhân vân vân lắng nghe tránh pháp phát tâm bồ đề tất cả như vậy đều tập hợp đầy đủ hiện tiền phát sanh tâm tùy hỷ tối tôn tối thắng tối thượng tối diệu tùy hỷ xong hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề ngày khi ấy nếu hiểu đúng các pháp có thể tùy hỷ hồi hướng tận diệt xa lìa biến đổi các pháp của sự tùy hỷ hồi hướng tánh của nó cũng như thế mặc dù biết như thế nhưng luôn tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng Chánh đẳng bồ đề lại ngay khi ấy, nếu hiểu đúng hoàn toàn không có Pháp có thể tùy hỷ hồi hướng. Đối với Pháp mặc dù biết như thế, nhưng vẫn luôn tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì chẳng rơi vào tâm tưởng nhận thức điên đảo, vì sao? Vì các Bồ Tát đối với tầm tùy hỷ hồi hướng và Pháp được tùy hỷ hồi hướng không dành chấp trước thì gọi là tùy hỷ hồi hướng vô thượng. Các Bồ Tát nào đối với Pháp tùy hỷ hồi hướng phát sanh tưởng về Pháp tùy hỷ hồi hướng? Đối với Pháp được tùy hỷ hồi hướng phát sanh tưởng về Pháp được tùy hỷ hồi hướng. Để phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ Đề thì rơi vào tâm tưởng nhận thức điên đảo. Sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng như vậy hoàn toàn sai, Bồ Tát nên biết phương tiện để xa liền. các bồ tát nào đối với sự tu tạo các việc phước nghiệp biết rõ như thật tịch tĩnh viễn ly đối với tâm tùy hỷ hồi hướng cũng biết như thật tịch tĩnh viễn ly đã biết như thật rồi thì thực hành bát nhã và làm bát đa ngay trong các pháp hoàn toàn không chấp trước nhưng phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì không rơi vào tâm tưởng nhận thức điên đảo các Bồ Tát nào đối với sự tù tạo các việc phước nghiệp không biết rõ như thật tịch tĩnh viễn ly, đối với tầm tùy hỷ hồi hướng cũng không biết tịch tĩnh viễn ly, đối với tất cả pháp chấp trước các tướng để phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề thì rơi vào tâm tưởng nhận thức điền đảo. Các Bồ Tát nào đối với công đức căn lành của chư Phật Thế Tôn và các đệ tử đã diệt độ, muốn phát khởi tùy hỷ hồi hướng đúng thì nên nghĩ, giống như Phật Thế Tôn và các đệ tử đều đã diệt độ, tự tánh chẳng có thì công đức căn lành cũng như thế, sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng của ta và sự hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tánh tướng cũng vậy, hoàn toàn bất khả đắc. Đã biết như thật rồi, thì đối với các căn lành phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng Bồ đề liền có thể không sanh tâm tưởng nhận thức điên đảo và không chấp thủ tướng nên được Phật chấp nhận gọi là tùy hỷ hồi hướng bồ đề đúng. Các Bồ Tát nào dùng chấp thủ tướng làm phương tiện thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với những công đức căn lành của Phật và đệ tử đã diệt độ chấp thủ tướng tùy hỷ hồi hướng bồ đề thì chẳng phải là tùy hỷ hồi hướng đúng nếu các Bồ Tát không chấp thủ tướng làm phương tiện để thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với công đức cần lành của Phật và đệ tử đã diệt độ lìa tướng tùy hỷ hồi hướng bồ đề thì gọi là tùy hỷ hồi hướng đúng Bồ Tát từ thị hỏi thiện hiện thế nào là Bồ Tát đối với công đức căn lành của Phật và đệ tử vân vân đều không chấp thủ tướng mà vẫn luôn tùy hỷ hồi hướng Bồ Đà. Thiện hiện thường nên biết sự học phương tiện thiện xảo bát nhã bà làm mật đà của Bồ Tát, tuy không chấp thủ tướng nhưng được tạo thành, chẳng lìa bát nhã ba la mật đa nhưng có thể phát sanh tùy hỷ hồi hướng đúng. Thế nên Bồ Tát muốn thành tựu việc làm thì nên học bát nhã bà làm mật đa. Bồ Tát từ thị bảo thiện hiện, chớ nói như thế, vì sao? Vì trong bát nhã bà làm mật đa sâu xa, công đức căn lành của Phật và đệ tử hoàn toàn bất khả đắc, sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng Bồ Đề cũng bất khả đắc. Trong ấy, Bồ Tát nên quán như vậy, tánh công đức căn lành của Như Lai và các đệ tử quá khứ đã diệt, sự phát tâm tùy hỷ hồi hướng và tánh đại Bồ Đề đều vắng lặng. Nếu đối với sự việc kia ta phân biệt chấp thủ tướng để phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng, thì sự việc ấy chư Phật Thế tồn hoàn toàn không chấp nhận. Vì sao? Vì Phật và đệ tử của Phật vân vân đã diệt độ. Chấp thủ tướng phân biệt tùy hỷ hồi hướng thì gọi đó là có sở đắc lớn. Vì quá khứ đã diệt không còn, Phật và đệ tử vân vân vị lai hiện tại chưa đến, không trụ cũng bất khả đắc. Nếu bất khả đắc thì chẳng phải cảnh chấp thủ tướng. Nếu chấp thủ tướng đó để phát sanh tùy hỷ hồi hướng bồ đề thì rơi vào điên đảo. Thế nên Bồ Tát muốn phát sanh tùy hỷ hồi hướng bồ đề đúng với công đức căn lành của Như Lai và các đệ tử thì không nên trong đó phát sanh tùy hỷ hồi hướng có sở đắc chấp thủ tướng phân biệt. Nếu trong đó phát sanh tùy hỷ hồi hướng có sở đắc chấp thủ tướng phân biệt thì Phật chẳng bảo người đó có lợi ích lớn. Vì sao? Vì tâm tùy hỷ hồi hướng như thế là vọng tưởng phân biệt, gọi là lẫn các chất độc vậy. Như thức ăn uống tuy có đầy đủ hương vị màu sắc ngon đẹp thượng rượu, nhưng có lẫn thuốc độc. Người ngu vì hiểu biết cạn cợt, nên tham đắm lấy ăn uống, ban đầu tuy thích ý nhưng sau lại rất khổ. Một loại hữu tình như thế không thọ trì đúng, không quan sát đúng bát nhã ba la mật đa sâu xa, không thông suốt đúng nghĩa thú sâu xa mà bảo hàng trùng tánh đại thừa thiện nam tử đến đây bạn đối với giới vân vân năm uẩn và vô lượng vô biên công đức khác của chư phật thế tôn ba đời hoặc căn lành của đệ tử phật đã trồng hoặc phật thế tôn thọ ký tránh giác cho các bồ tát thành văn độc giác hoặc căn lành của loài hữu tình kia đã trồng hoặc căn lành của các trời người a tố lạc vân vân đã trồng tất cả như thế đều tập hợp đầy đủ hiện tiền tùy hỷ hồi hướng bồ đề sự nói về tùy hỷ hồi hướng như thế là dùng có sở đắc làm phương tiện, vì như thức ăn uống có lẫn thuốc độc của thế gian, hữu tình thuộc chủng tánh Bồ Tát không nên học theo những việc như đã nói kia. Thế nên đại đức nên nói làm sao để thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa, tùy hỷ hồi hướng công đức căn lành của chư Phật và các đệ tử vân vân ở mười phương ba đời, có thể gọi là không độc. Thiện hiện thừa, các Bồ Tát nào muốn không vì bám Phật mà phát tâm tùy hỷ hồi hướng thì nên nghĩ thế này. Như các đức như lai ứng tránh đẳng giác thông suốt đúng đắn, công đức an lành có tánh như thế, có tướng như thế, có pháp như thế, mà có thể tùy hỷ, thì ta cũng nên tùy hỷ như thế, như các đức Như Lai ứng tránh đẳng giác thông suốt đúng đắn, nên đem các việc phước nghiệp như thế hồi hướng bồ đề, ta cũng nên hồi hướng như thế. Nếu làm việc tùy hỷ hồi hướng như thế, thì không vì bám phật không lẫn các độc, lìa các lỗi lầm hoàn toàn thuận theo lời Phật dạy lại nữa, Bồ Tát nên làm việc tùy hỷ hồi hướng như vậy, như giới hoẩn vân vân, chẳng đoạn ba cõi, chẳng thuộc ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng nên như thế. Vì sao? Vì như các pháp kia tự tánh không, nên chẳng đoạn ba cõi, chẳng thuộc ba đời, tùy hỷ hồi hướng cũng lại như thế. Nếu ai có thể tùy hỷ hồi hướng như thế thì không lẫn các độc, không có sự hư hoại. Nếu ai không tùy hỷ hồi hướng như thế thì nên biết đó là tùy hỷ hồi hướng tà. Nếu các Bồ Tát nghĩ như thế thì giống các đức như lai ứng tránh đẳng giác thông suốt đúng đắn các công đức vân vân. Có pháp như thế có thể nhường pháp này phát sanh tùy hỷ hồi hướng không điền đảo. Ta cũng nên nhường pháp như thế phát sanh tâm tùy hỷ hồi hướng. Đấy là pháp tùy hỷ hồi hướng tránh. Khi ấy Đức Thế Tôn khen ngợi thiện hiện, lành thay lành thay ông có thể làm phật sự lớn cho các bồ tát Thiện hiện nên biết, giả sử các loài hữu tình ở thế giới tam thiền đại thiền, tất cả đều được bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn vô xác định, nằm thần thông, vân vân. Công đức có tướng thế gian suốt thế gian, sự phát sanh tùy thuận hồi hướng không đền đảo của một số Bồ Tát như thế, thì đối với công đức kia là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng. Lại nữa, thiện hiện, giả sử tất cả hữu tình ở thế giới tam thiền đại thiền đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng, bồ đề mỗi mỗi trụ kiếp số như các sông hằng đem có sở đắc làm phương tiện đem y phục thức ăn uống giường nằm thuốc men thượng diệu và các nhà cụ khác cung kính cúng dường hữu tình ở thế giới như các sông hằng luôn không gián đoạn ý ông thế nào các bồ tát này do nhân duyên như vậy được phước có nhiều không Thiện hiện thừa rất nhiều kính bạch thế tôn, phước như thế nếu có hình sắc thì cả thế giới như các sông hằng trong mười phương cũng không thể dung chứa hết. Phật bảo thiện hiện. Đúng như vậy, đúng như vậy, như lời ông nói. Một vị Bồ Tát nào nhờ sự hộ trì của bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên phát tâm tùy hỷ hồi hướng không điền đảo, thì hơn sự đạt được phước có tướng của Bồ Tát ở trước gấp trăm lần, ngàn lần, cho đến cùng cực số lần. Bây giờ, bốn vị đại thiên vương, mỗi vị cùng với hai vạn thiên tử quyến thuộc đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch kính bạch thế tôn sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng không điên đạo của các bồ tát này được phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa sâu xa hộ trì nên uy lực rộng lớn hơn sự bố thí có sở đắc đã nói ở trước gấp trăm ngàn lần khi ấy trời đế thích cho đến tha hóa tự tại thiên vương, mỗi vị cùng với 10 vạn thiên tử quyến thuộc đều đem các thứ tràng hoa trời đẹp, các thứ hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi ngọc, tràng phan, cờ, lọng báu, cùng các thứ ngọc, báu, quý lạ và tấu âm nhạc trời để cúng dường Phật, đảnh lễ trần Phật, chắp tay bạch. Bạch Thế Tôn sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng không điền đảo của các Bồ Tát này được phương tiện thiện, thiện xảo của bát nhã và làm mật đa sâu xa hộ trì nên uy lực rộng lớn hơn sự bố thí có sở đắc đã nói ở trước gấp trăm ngàn lần. Lúc ấy, Đại Phạm Vương nói rộng ra cho đến trời sắc cứu cánh, mỗi vị cùng với vô lượng trăm ngàn thiên chúng, đến trước chỗ Phật, đánh lễ trần Phật, chắp tay cung kính, đồng thanh thưa hiếm có thay, kính bạch thế tôn. Sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng không điền đảo của các Bồ Tát này, được phương tiện thiện xào của bát nhã ba làm mật đa sâu xa hộ trì, nên uy lực rộng lớn hơn sự bố thí có sở đắc đã nói ở trước gấp trăm ngàn lần. Khi ấy, Phật bảo các hãy để tất cả hữu tình đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề ở thế giới tam thiên đại thiên qua một bên giả sử tất cả hữu tình như các sông hàng ở thế giới trừ phật trong mười phương đều phát tâm quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề mỗi mỗi chủ kiếp số như các sông hàng đem có sở đắc để làm phương tiện đều đem y phục thức ăn uống giường nằm thuốc men thượng rượu và các thứ nhà cụ khác cung kính cúng dường hữu tình ở thế giới như các sông hằng thường không dán ạ nếu có Bồ Tát duyên khắp giới quần, định tuệ giải thoát, giải thoát trì kiến quần và vô lượng vô biên Phật Pháp khác của chư Phật Thế Tôn ba đời đã có, và các lành của các đệ tử có được, hoặc Pháp lành khác hữu tình đã tù. Tất cả như thế đều tập hợp đầy đủ hiện tiền phát sanh tùy hỷ, tương ứng với các việc phước nghiệp tối tôn, tối thắng, tối thượng. Em tùy hỷ tương ương với các việc phước nghiệp như thế, hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề Sự phát sanh tùy hỷ hồi hướng như vậy, đạt được phước hơn phước có tướng đã nói ở trước vô lý. Cả. Thiện hiện bạch Phật như thế tôn dạy, hiện tiền phát sanh tùy hỷ tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu tương ương với các việc phước nghiệp. Thế nào là tùy hỷ tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu tương ương với các phước nghiệp sự? Phật bảo thiện hiện. Các Bồ Tát nào chẳng thủ chẳng xả, chẳng niệm chẳng đắc pháp ba đời, biết không có pháp đã sanh, đang sanh sẽ sanh, biết không có pháp đã diệt, đang diệt sẽ diệt, như tánh thật của pháp phát sanh tùy hỷ hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, như thế gọi là tùy hỷ tối tồn tối thắng tối thượng tối diệu tương ứng với các việc phương nghiệp. Lại nữa thiện hiện, các Bồ Tát nào muốn tương ứng với căn lành bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ và tránh giải thoát, giải thoát trí kiến của chư Phật Thế Tôn ba đời để phát sanh tùy hỷ hồi hướng không tiên đảo thì nên nghĩ như bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, trí tuệ của chân thật giải thoát tương ứng với căn lành cũng lại như thế. Như giới quần, định quần, tuệ quần, giải thoát quần, giải thoát tri kiến quần của chân thật giải thoát tương ứng với căn lành cũng lại như thế. Như thắng giải của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như tùy hỷ hồi hướng của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như tất cả các pháp quá khứ đã diệt của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như tất cả các pháp vị lai chưa sanh của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như tất cả các pháp hiện tại rời đổi của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như vô lượng vô số thế giới chư Phật Thế Tôn và các đệ tử vân vân quá khứ của chân thật giải thoát cũng lại như thế. Như vô lượng vô số thế giới chư Phật Thế Tôn và đệ tử vân vân vị lai chân thật giải thoát cũng lại như thế như vô lượng vô số thế giới trừ Phật thể tồn và các đệ tử vân vân hiện tại chân thật giải thoát cũng lại như thế đánh pháp chân như của các pháp như thế không hướng đến không quay lưng không buộc không mở không nhiễm không tịnh ta đối với công đức căn lành như thế hiện tiền tùy hỷ không đem